Solskjaer chuẩn bị trở lại sau gần 2 năm bị Manchester United sa thải. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer nằm trong nhóm ứng viên nặng ký được Club Brugge liên hệ để thay thế vị trí của Scott Parker. Solskjaer bị Man United sa thải vào tháng 11 năm 2021 sau gần 3 năm tiếp quản ghế nóng sân Old Trafford. Kể từ đó tới nay, Solskjaer chưa huấn luyện một câu lạc bộ chuyên nghiệp nào. Huấn luyện viên 50 tuổi người Na Uy hiện đang dẫn đội trẻ của câu lạc bộ quê hương Crystal Palace. Bây giờ, Solskjaer đứng trước cơ hội trở lại với bóng đá đỉnh cao. Nhà báo Sacha Tavoli đưa tin, Solskjaer đã được Club Brugge liên hệ thay thế Scott Parker. Huấn luyện viên người Anh đã bị đội bóng Bỉ sa thải vào tháng trước vì chỉ thắng 2 trong 12 trận nắm quyền. Nhưng cho tới nay, công việc tìm thuyền trưởng vẫn còn rất gian nan. Solskjaer nằm trong danh sách rút gọn của Club Brugge, bên cạnh Ronny Deila và Dino Topmolen. Trong đó, Deila là cựu huấn luyện viên Celtic và đang làm việc ở Sunderland, còn Topmolen là trợ lý của Julian Nagelsmann ở Bayern Munich và vừa bị sa thải. Trong ba ứng viên trên, Solskjaer chiếm ưu thế hơn cả vì từng dẫn dắt Man United. Trong trường hợp được bổ nhiệm, Solskjaer sẽ trở thành huấn luyện viên thứ ba của Club Brugge ở mùa này. Club Brugge hiện đứng thứ 5 tại giải vô địch quốc gia Bỉ. Họ đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch vì đang kém đội đầu bảng Genk tới 19 điểm.